cùng có một hoạt động tiếp theo. Thực ra hoạt động này sẽ là một hoạt động không có thường kỳ lắm, tại vì ngày mai sẽ là sinh nhật của chị Nấm và Mỡ cũng rất là thích chơi với chị Nấm từ hồi nhỏ, nên là Mỡ sẽ làm một cái thiệp sinh nhật để tặng cho chị Nấm. Một cái thiệp đơn giản thôi, nhưng mà Hương sẽ tạo cơ hội để giúp cho Mỡ có thêm những cái trải nghiệm nè. Và Mỡ sẽ nhớ hơn về một người chị, một người họ hàng của mình. Và cũng là một cái dịp để tạo ra một cái kỷ niệm tuổi thơ cho con. Thì hôm nay tụi mình cũng sẽ chuẩn bị set up luôn. Có thứ nhất đó là hộp màu. Và mình có cái loại, đây là loại finger paint. Thì finger paint là cái màu mà mình sẽ rất là dễ để có thể lau chùi. Ví dụ nếu mà nó có dính lên quần áo hoặc là dính lên trên tường thẳng chẳng hạn, thì bố mẹ vẫn có thể lau chùi rất là dễ dàng. Thì đây là một cái loại màu mà Hương khuyến khích có thể dùng cho các em bé nhỏ nè. Hey. Thứ hai là it's okay. Thứ hai sẽ là một cái khay. Thì khay này nó sẽ hơi bự nhưng mà nó cũng khá là tiện để cho mình sẽ bóp những cái màu đó ra và cho Mỡ dùng cái tay để ịt lên và tạo những cái hình mà Mỡ thích. Và đây sẽ là một cái thiệp mà tụi mình sẽ chuẩn bị. Nó bên trong thì nó sẽ có một cái mặt để viết nè. Rồi bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu. À, và ngoài ra thì mình sẽ có một cái cây bút để Mỡ sẽ viết tên. Hiện giờ thì Mỡ đang tập viết chữ và Mỡ viết tên của mình được rồi. Do đó Thương sẽ để cho Mỡ tự viết tên của mình lên trên tấm thiệp tặng cho chị Nấm. You want to write down your name? Yeah. Mỡ. Mỡ, that's right. Mỡ. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người xem thành quả chữ Mỡ. Không biết là mọi người có thấy được hay không. Cái nét là M, chữ M ở đây rồi chữ Mỡ và có một cái dấu ngã. Today we will make the birthday card for chị Nấm. And which color do you want to choose? Green color. We choose two colors first. Okay, so I had orange and purple. Which one do you go for? And you say the name of this color. Purple. Full sentence, please. Purple. I like purple. I like purple. And orange. And orange. Okay, so thấy là khi mà mình đưa ra cho bé, ví dụ như là lựa chọn. Red. This is carrot. Oh yeah, grapes and carrots. Thì Hương sẽ luôn luôn cho bé là ví dụ như hai lựa chọn con thích màu nào, thì điều đó cũng sẽ giúp cho bé hào hứng hơn và con sẽ được quyền thể hiện cái sở thích của mình. Thông qua đó thì mình sẽ cho con thấy là mình tôn trọng cái sở thích của con và và điều đó thì sẽ giúp cho con để tự tin hơn sau này khi mà con sẽ luôn luôn có quyền đưa ra sự lựa chọn và con sẽ nói lên cái mà con thích. Okay, I open the cap and then I will squeeze it here. Alright, squeeze a little bit. Okay. Hey, show me your finger. Your index finger. Index finger, yeah. Now you will touch like this. Gently. Okay. That's right. And look at this. I will put one here. See, I press my finger on the paper. You can press it maybe here or here. Anyway. There. Good. Now, next one. Show me your middle finger. Middle finger. Middle is this one. Yeah, I get it. We are done. Doesn't play hard. Yeah, it doesn't really look like hard. Thực ra ý tưởng ban đầu thì sẽ là hai cái ngón tay ịt vào nhau chéo để tạo ra hình của một cái trái tim. Hey Mỡ, so when we send this birthday card to chị Nấm, what will you talk to her? On her birthday, we will say Mỡ thương chị Nấm quá. Mỡ thương chị Nấm quá.